Mũi đóa sen cao 3,2m, đường kính gần 8m, với tổng 168 cánh sen do các tăng ni Phật tử kết lại từ vải lụa hồng vừa được hạ thủy trên sông Hương. Đây là một trong số các sự kiện đặc biệt trong đại lễ Phật đản tại cố đô Huế. Từ sáng sớm ngày 5 tháng 5, các vị hòa thượng cùng tăng ni Phật tử đã có mặt tại bờ sông Hương để làm lễ hạ thủy 7 đóa sen hồng này. Sau các nghi thức, từng đóa sen khổng lồ được đưa ra định vị giữa dòng sông Hương thơ mộng. Những đóa sen được đặt cách nhau 150m trên những chiếc phao lớn cố định đoạn giữa cầu Phú Xuân và cầu Giả Viên. 7 đóa sen này có ý nghĩa cung đón 7 bước sen thị hiện đản sanh của Đức Phật. Việc đặt 7 đóa sen trên sông Hương là hoạt động thường niên trước mỗi dịp lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, đây là lần đầu xuất hiện trở lại sau 2 năm dài vắng bóng bởi dịch Covid-19. Cũng chính bởi vậy mà nhiều người dân thành phố Huế khi nhìn thấy 7 đóa sen xuất hiện giữa dòng sông Hương đã vô cùng vui mừng và tự hào. Năm ngoái tất nhiên là bị dịch Covid nên chỉ là không có tổ chức hoành tráng được. Năm nay thì tình hình dịch bệnh ở trên toàn quốc nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung thì là cũng đã người dân rất phấn khởi rồi. Nên chỉ bên giáo Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức đại lễ Phật đản năm nay là tổ chức cũng là hoành tráng. Là người dân Huế nên như tôi cũng tự hào. Sau dịch bệnh, 7 bóng sen xuất hiện như một cái dấu hiệu của cái niềm vui, cái niềm tin của người dân Huế đối với cuộc sống. Sau khi được hạ thủy, những đóa sen hồng giữa lòng sông Hương sẽ được thắp sáng rực rỡ trong đêm, không chỉ báo hiệu cho một mùa Phật đản lại về, mà còn tôn thêm vẻ đẹp của dòng Hương Giang về đêm, phục vụ du khách ngắm nhìn khi đến với Huế.